Xá lợi tử, vì tánh của nhãn giới là không, nên nhãn giới đối với nhãn giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn giới đối với sắc giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của sắc giới là không, nên sắc giới đối với sắc giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sắc giới đối với nhãn giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn giới sắc giới đối với nhãn thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhãn thức giới là không, nên nhãn thức giới đối với nhãn thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn thức giới đối với nhãn giới sắc giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn giới sắc giới nhãn thức giới đối với nhãn xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhãn xúc là không, nên nhãn xúc đối với nhãn xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhãn xúc đối với nhãn giới sắc giới nhãn thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì nhãn giới sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đối với nhãn giới sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của nhĩ giới là không, nên nhĩ giới đối với nhĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ giới đối với thanh giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thanh giới là không, nên thanh giới đối với thanh giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thanh giới đối với nhĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ giới, thanh giới đối với nhĩ thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhĩ thức giới là không, nên nhĩ thức giới đối với nhĩ thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ thức giới đối với nhĩ giới, thanh giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới đối với nhĩ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của nhĩ xúc là không, nên nhĩ xúc đối với nhĩ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ xúc đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc đối với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đối với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của tĩ giới là không, nên tĩ giới đối với tĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tĩ giới đối với hương giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của hương giới là không, nên hương giới đối với hương giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hương giới đối với tĩ giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tĩ giới, hương giới đối với tĩ thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tĩ thức giới là không, nên tĩ thức giới đối với tĩ thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tĩ thức giới đối với tĩ giới, hương giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới đối với tĩ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tĩ xúc là không, nên tĩ xúc đối với tĩ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tĩ xúc đối với tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc đối với các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đối với các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra đối với tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của thiệt giới là không, nên thiệt giới đối với thiệt giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt giới đối với vị giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của vị giới là không, nên vị giới đối với vị giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vị giới đối với thiệt giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt giới, vị giới đối với thiệt thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thiệt thức giới là không, nên thiệt thức giới đối với thiệt thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt thức giới đối với thiệt giới, vị giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới đối với thiệt xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thiệt xúc là không, nên thiệt xúc đối với thiệt xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt xúc đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc đối với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, nên các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đối với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của thân giới là không, nên thân giới đối với thân giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân giới đối với xúc giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của xúc giới là không, nên xúc giới đối với xúc giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xúc giới đối với thân giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân giới, xúc giới đối với thân thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thân thức giới là không, nên thân thức giới đối với thân thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân thức giới đối với thân giới, xúc giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân giới, xúc giới, thân thức giới đối với thân xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thân xúc là không, nên thân xúc đối với thân xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân xúc đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc đối với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nên các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đối với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của ý giới là không, nên ý giới đối với ý giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý giới đối với pháp giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp giới là không, nên pháp giới đối với pháp giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới đối với ý giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý giới, pháp giới đối với ý thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của ý thức giới là không, nên ý thức giới đối với ý thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý thức giới đối với ý giới, pháp giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý giới, pháp giới, ý thức giới đối với ý xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của ý xúc là không, nên ý xúc đối với ý xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý xúc đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc đối với các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đối với các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của địa giới là không, nên địa giới đối với địa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa giới đối với thủy giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thủy giới là không, nên thủy giới đối với thủy giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thủy giới đối với địa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa thủy giới đối với hỏa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của hỏa giới là không, nên hỏa giới đối với hỏa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hỏa giới đối với địa thủy giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa thủy hỏa giới đối với phong giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của phong giới là không, nên phong giới đối với phong giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Phong giới đối với địa thủy hỏa giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa thủy hỏa phong giới đối với không giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của không giới là không, nên không giới đối với không giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Không giới đối với địa thủy hỏa phong giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Địa thủy hỏa phong không giới đối với thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thức giới là không, nên thức giới đối với thức giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thức giới đối với địa thủy hỏa phong không giới không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát, cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của thánh đế khổ là không, nên thánh đế khổ đối với thánh đế khổ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế khổ đối với thánh đế tập không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thánh đế tập là không, nên thánh đế tập đối với thánh đế tập không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế tập đối với thánh đế khổ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế khổ tập đối với thánh đế diệt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thánh đế diệt là không, nên thánh đế diệt đối với thánh đế diệt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế diệt đối với thánh đế khổ tập không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế khổ tập diệt đối với thánh đế đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thánh đế đạo là không, nên thánh đế đạo đối với thánh đế đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế đạo đối với thánh đế khổ tập diệt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát, cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của vô minh là không, nên vô minh đối với vô minh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh đối với hành không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của hành là không, nên hành đối với hành không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Hành đối với vô minh không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành đối với thức không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thức là không, nên thức đối với thức không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thức đối với vô minh hành không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức đối với danh sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của danh sắc là không, nên danh sắc đối với danh sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Danh sắc đối với vô minh hành thức không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức danh sắc đối với lục xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của lục xứ là không, nên lục xứ đối với lục xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lục xứ đối với vô minh hành thức danh sắc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức danh sắc lục xứ đối với xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của xúc là không, nên xúc đối với xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xúc đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc đối với thọ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thọ là không, nên thọ đối với thọ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thọ đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ đối với ái không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của ái là không, nên ái đối với ái không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ái đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái đối với thủ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của thủ là không, nên thủ đối với thủ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thủ đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ đối với hữu không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của hữu là không, nên hữu đối với hữu không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Hữu đối với vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ hữu đối với sanh không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của sanh là không, nên sanh đối với sanh không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Sanh đối với vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ hữu không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ hữu. Sanh đối với lão tử, sầu, than khổ, yêu não không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không, nên lão tử, sầu, than khổ, yêu não đối với lão tử, sầu, than khổ, yêu não không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Lão tử, sầu, than khổ, yêu não đối với vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sanh không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của Bố Thí Ba La Mật Đa là không, nên Bố Thí Ba La Mật Đa đối với Bố Thí Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bố Thí Ba La Mật Đa đối với Tịnh Giới Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của Tịnh Giới Ba La Mật Đa là không, nên Tịnh Giới Ba La Mật Đa đối với Tịnh Giới Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tịnh Giới Ba La Mật Đa đối với Bố Thí Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bố Thí Tịnh Giới Ba La Mật Đa đối với An Nhẫn Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của An Nhẫn Ba La Mật Đa là không, nên An Nhẫn Ba La Mật Đa đối với An Nhẫn Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. An Nhẫn Ba La Mật Đa đối với Bố Thí Tịnh Giới Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bố Thí Tịnh Giới An Nhẫn Ba La Mật Đa đối với Tinh Tấn Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của Tinh Tấn Ba La Mật Đa là không, nên Tinh Tấn Ba La Mật Đa đối với Tinh Tấn Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tinh Tấn Ba La Mật Đa đối với Bố Thí Tịnh Giới An Nhẫn Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bố Thí Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Ba La Mật Đa đối với Tịnh Lự Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của Tịnh Lự Ba La Mật Đa là không, nên Tịnh Lự Ba La Mật Đa đối với Tịnh Lự Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tịnh Lự Ba La Mật Đa đối với Bố Thí Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bố Thí Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa là không, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bố Thí Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Ba La Mật Đa không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của bốn tịnh lự là không, nên bốn tịnh lự đối với bốn tịnh lự không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bốn tịnh lự đối với bốn vô lượng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bốn vô lượng là không, nên bốn vô lượng đối với bốn vô lượng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng đối với bốn tịnh lự không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng đối với bốn định vô sắc không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bốn định vô sắc là không, nên bốn định vô sắc đối với bốn định vô sắc không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Bốn định vô sắc đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của tám giải thoát là không, nên tám giải thoát đối với tám giải thoát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tám giải thoát đối với tám thắng xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của tám thắng xứ là không, nên tám thắng xứ đối với tám thắng xứ không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ đối với tám giải thoát không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Tám giải thoát, tám thắng xứ đối với chín định thứ đại không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của chín định thứ đại là không, nên chín định thứ đại đối với chín định thứ đại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chín định thứ đại đối với 8 giải thoát, 8 thắng xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại đối với 10 biến xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 10 biến xứ là không, nên 10 biến xứ đối với 10 biến xứ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 10 biến xứ đối với 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của 4 niệm trụ là không, nên 4 niệm trụ đối với 4 niệm trụ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 niệm trụ đối với 4 chánh đoạn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 4 chánh đoạn là không, nên 4 chánh đoạn đối với 4 chánh đoạn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 chánh đoạn đối với 4 niệm trụ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn đối với 4 thần túc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 4 thần túc là không, nên 4 thần túc đối với 4 thần túc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 thần túc đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc đối với 5 căn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 5 căn là không, nên 5 căn đối với 5 căn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 5 căn đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn đối với 5 lực không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 5 lực là không, nên 5 lực đối với 5 lực không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 5 lực đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực đối với 7 chi đẳng giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 7 chi đẳng giác là không, nên 7 chi đẳng giác đối với 7 chi đẳng giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 7 chi đẳng giác đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác đối với 8 chi thánh đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 8 chi thánh đạo là không, nên 8 chi thánh đạo đối với 8 chi thánh đạo không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 8 chi thánh đạo đối với 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của pháp môn giải thoát không là không, nên pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát không không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát vô tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp môn giải thoát vô tướng là không, nên pháp môn giải thoát vô tướng đối với pháp môn giải thoát vô tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng đối với pháp môn giải thoát không không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát không vô tướng đối với pháp môn giải thoát vô nguyện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của pháp môn giải thoát vô nguyện là không, nên pháp môn giải thoát vô nguyện đối với pháp môn giải thoát vô nguyện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô nguyện đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của 5 loại mắt là không, nên 5 loại mắt đối với 5 loại mắt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 5 loại mắt đối với 6 phép thần thông không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của 6 phép thần thông là không, nên 6 phép thần thông đối với 6 phép thần thông không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. 6 phép thần thông đối với 5 loại mắt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, đối với các pháp như vậy, tôi dùng tất cả phương tiện, tất cả nơi trốn, tất cả thời gian để cầu Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh là không. Xá lợi tử, vì tánh của 10 lực Phật là không, nên 10 lực của Phật đối với 10 lực của Phật không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật đối với bốn điều không sợ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bốn điều không sợ là không, nên bốn điều không sợ đối với bốn điều không sợ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ đối với mười lực của Phật không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật, bốn điều không sợ đối với bốn sự hiểu biết thông suốt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của bốn sự hiểu biết thông suốt là không, nên bốn sự hiểu biết thông suốt đối với bốn sự hiểu biết thông suốt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bốn sự hiểu biết thông suốt đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt đối với đại từ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của đại từ là không, nên đại từ đối với đại từ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại từ đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đối với đại bi không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của đại bi là không, nên đại bi đối với đại bi không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại bi đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đại bi đối với đại hỷ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh của đại hỷ là không, nên đại hỷ đối với đại hỷ không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại hỷ đối với mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đại bi không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả